Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A 2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 18001091.